Tự nhiên hai hai anh em đang ngủ trưa đúng không? Mà em làm cái gì, mắc cái gì? Mà tự nhiên mà gây bóng gây gió. Ai làm gì mày, ai làm gì em? Thì không làm gì em, nhưng mà anh chết là trai ổng. Vô duyên. Đúng rồi. Thì anh chứ còn sống đây mà, đâu có cốt thì có đâu. Ông đánh tiền cho tôi. Ơi, để tôi nói xong rồi chị Thùy nhớ anh Thoại hẹn với chị Thùy gì không? Bởi vì nghĩ hẹn sao quá. Đàn ông nói bậy bạ nha, thì anh đàn ông đàng hoàng nha. Ủa đàn ông vậy là đàn ông chính hiệu dữ chưa? Vậy nè, vậy nè, vậy là đàn ông chính hiệu dữ chưa? Chị chơi gì mà dữ dỗ ta, còn ông nữa. Sao? Ông được chứ còn muốn với tôi sao? Thì thề chỉ yêu mình thì thôi. Nó tự thay luôn, vì thề non hẹn bị với tôi, gan lông đầu bạc. Thì vẫn vậy mà, có sao đâu. Gan không bằng đầu. Để thì nói nha, nãy hồi nãy đang bò. Ghen hay ghen hay gì á, tự nhiên mắc mới hai thằng đàn ông ngủ chưa tới nhào tới ghen. Ủa mắc mới thì em ghen, nhưng mà tại vì em sợ anh dụ dỗ ổng. Ông không biết ổng thờ gì, cái mặt ổng thờ đó, nó có tiền bạc hay nó có cái gì anh dụ? Có tiền đâu. Thì có bài trai của ổng. Tiếp gì nữa, còn nói gì nữa, còn ông còn binh giật con Hùng nữa. Thì đừng có đang nói nha, mà bậy ra thì bây giờ thấy mình thấy anh á. Chị coi ổng ngồi kìa, là đèn ông dữ chưa? Tao thấy đàn ông dữ lắm. Ngồi che che đậy đậy gì vậy? Người ta đàn ông ngồi gì nè? Đàn ông ngồi sao? Tên. Vậy là hai đứa mày đàn ông á, đàn phụ nữ mà thành đàn ông á. Anh cũng ngồi đàn ông ngồi vậy thôi chứ không ngồi sao nữa. Trời ơi trời. Đàn ông mà ngồi ngồi kéo đá gì á. Mà làm gì ghê vậy? Làm gì ghê vậy? Anh thấy cũng bình thường thôi chứ không có gì á. Cái cáo của ổng này kìa, nó giống như chị cáo nhà của em. Ơi, giống như ổng làm cái kiểu giống như e ấp nào mới vậy á, làm cái chuyện gì nè. Nói vô chuyện nha, tự nhiên là anh nghe thấy anh nói là anh đừng có trốn trong đó. Tự nhiên là ta em đang về biết vợ chưa? Anh làm tên ông. Đừng nghe nói bậy bạ nha, nói sớm ta nghe được vợ con anh có vợ con rồi đừng nói. Ủa biết nói sớm hàng sớm đầu biết sợ quê sao anh còn mướn nhà trọ nè anh ngủ ghê ở vô đây. Anh nói nhà mướn nhà trọ sao thầy? Mướn nhà trọ thì chưa em thả bò em vô em nghỉ trưa đúng không? Đúng rồi anh không bảo chứ là cái chỗ này anh mướn cái nhà trọ để trong đâu đâu thể tao bò xong rồi vào đây nghỉ trưa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Một. Hai. Ba. Ba người, còn thiếu người đó là biết rồi. Chuẩn bị lên dĩa. Là người thứ tư, chuẩn bị lên dĩa. Ok mọi người. Đây là cái nhà trọ nha. Tại vì mình mướn cái nhà trọ này để cho thằng Thể rồi. Nhiều khi nó có nghỉ trưa rồi đó. Rồi nó... nó mệt mỏi á, đúng không? Nó mệt mỏi nó vô nó nghỉ trưa. Hôm nay là ngày thứ hai đúng không? Thứ hai hôm qua. Bữa nay mình sẽ dựng một cái màn tròn tại nơi này cho mọi người xem. Bây giờ anh em mình tắt máy để cho bé Tuyền chạy về đón bé Thùy qua nha, dắt bé Thùy qua. Đó, hai người đó bưng nhau giữ trời. Ủa vậy là muốn chưa giữ chưa tôi hồi nãy tôi mà vô trễ một xíu nữa là hai người làm tới mất. Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Giống như là đi đánh ghen vậy. Làm gì giống như đánh ghen? Mày có gì với lại chưa? Mày có trao thanh ngỡ phận gì nó chưa? Thì chưa, nhưng mà em sợ ổng bị anh dụ dỗ thôi anh được. Không, không có nói nhiều. À, không, anh không có làm gì mà có lỗi hết á, đúng không? Còn anh làm bình thường thôi. Chưa thì do đang nghỉ chưa? Làm gì ghê vậy? Mình đừng nói hết mẹ bạ nha, nói sớm tao đầu. Mà cố gắng kiềm lắm á, chứ cái đó là không có chữa được đâu.
đâu. Ủa chứ không nói rồi lỡ gì mà không biết rồi sao? Ừ, vì sao không biết, ở chung với nhau lâu mà không biết. Nhiều khi lỡ tha chân vô rồi sao rút ra được. Ủa nhưng mà nhầm khi ổng giấu rồi sao, bây giờ ổng mới lộ á. Ồ sao không giấu được. Ổng có ông quỷ nó. Bởi vì tôi nói ổng thợ chứ không chịu đâu. Thì khơi đâu. Ủa ổng không biết cái tính ổng mà đó giờ vậy hả? À, mà biết gì bây giờ đang chăn bò trời nắng đi anh bảo thưa vào đây vào trong nhà anh thuê nhà đi nghỉ ngơi cho nó mát mẻ chứ tôi thì phải núp ngoài bờ cây. Ông hồi nãy ông có làm gì ông giờ? Thì có biết nghỉ đâu, thì vào đây thì thầy đặt mình thầy nằm ngủ đi mà ông cứ đưa tay ông cọ cọ vẹt vẹt rồi ông xe đúa gì đó. Ừ. Ủa hay chưa, rồi còn làm gì nữa không? Ông bảo ông đùa tí. Rồi đợi ông nằm tí, ông nằm ông hưởng thụ luôn. Ông nằm sao ta? Ông nằm ông sàng cái mông ông cọ ở đây. Thầy hỏi thì ông bảo chứ là cái này nó nhỏ xíu rồi nằm ra đây đất thì nó giờ sao? Đó thấy chưa, tiền bởi tao có thấy ghê không? Giữa trời giữa đất lắm, phải tao vô tao bắt chặt ông đang nằm ông ôm ông này cứ ngắt luôn á. Bởi vì người ta có câu gì ta, biết mặt không biết gì, không biết lòng. Thôi mà bây giờ này cũng câu với văn vẽ nữa. Bởi vì hồi xưa bởi vì nói thời năm hẹn biển với tôi giờ vậy á. Ồ gì hả, tao ra thời với chị thì thời nó là găng lăng đầu bạc với chị yêu mình chị thôi hả, giờ không trao xong bởi phận với người khác rồi. Ủa chị anh Thở nói đúng mà. Chị Thở nói nhiêu thì đấy. Vậy mà còn nói là gìn giữ chinh tiết cho tôi tí này tâm hôn luôn. Mà giờ vậy đó. Mày nói làm sao? Vậy mà còn nói là gìn giữ chinh tiết cho tôi tí này tâm hôn luôn. Mà giờ vậy đó. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Thở nói hẹn với tôi đủ kiểu hết trơn. Nào là giữ gìn cho tôi tới đêm tâm hôn luôn á. Giờ vậy á. Chị nghĩ coi có chuyện gì không? Chị
là trời nắng thì vào vào nằm ấp rồi đi. Không ngủ chưa? Thôi ông đừng nói nhiều. Thể ơi, Thể ngủ chưa mà? Thể không còn là Thể của ngày xưa nữa rồi. Thể ơi, dân chơi đổ thứ dân chơi nữa mùa. Có chơi có chịu nhận đi chứ. Còn đó là chối cãi nữa. Anh có chơi đâu, anh có phải dân chơi đâu, anh dân chăn bò mà. Dân chăn bò dân gì tôi không biết, ông với ông hùng là cái gì thì tự mình biết thôi. Thì đó, bởi vậy thôi đi giờ rồi. Sao vậy? Nhớ mới nằm mà. Chị mới nằm ngủ vơi chứ mà sao mà vào nó uống sụp trời. Thôi Thể ơi, khỏi nói nhiều, tôi bắt tại chặn gõ vàng. Đừng có mà gọi là lấy giải thua mà che mắt thánh. Trời ơi, thầy cô con lấy bà thì che mắt gì đâu. Con mở cửa lung tung mà. Con mở cửa lung tung đó. Tôi thấy gõ vàng à. Chính mắt chị thấy gõ vàng. Chị còn đứng im nè, chị còn nhìn hai người đó đang ôm ấp sung sướng nhau quá. Thầy ngủ. Nó đâu có để ý tới tôi đâu. Thầy ngủ thầy có biết thì vào đâu. Anh đừng lừa dối chị tôi nữa. Đó, anh lừa dối chị tôi đến bao giờ hả? Thôi biết sao, tôi ngủ đâu biết đâu. Tại nằm sung sướng quá, người ta gọi là người ta mò mò hay là người ta làm gì. Cái là nằm hứng thụ phè cái gì nè. Sao mà phè á? Thôi mặt quá đi tiền ơi, tiền ơi. Đi giờ chị và chị muốn nói cái con người giả dối, gian dối hứa, đổ lừa lừa gạt. Trời ơi trời. Sao mà đang ngủ mà bị vào la nữa trời. Thôi chị về trước đi, để em lấy công bằng lại cho chị. Ủa sao gì mắc gì anh nha, bị đặt chuồng rồi hả? Thôi khỏi anh ơi, em hồi nãy chị Thùy đi vô, em đi vô sâu thêm thì Thùy em thấy bằng hai cũng không nhãn quen à. Là em thấy hết rồi. Sao em nhìn thấy được em, sao em không nói đỡ cho anh? Ủa chứ không phải hai người đó kiếm nhau mệt mỏi quá hả? Anh còn kiếm được mà đâu. Không phải không, anh lớn rồi chứ phải không biết đâu. Thôi nghe em, đừng nói nhiều với mấy cái con người. Trời ơi. Vậy mà anh thích tiếng hả, thích hứa nữa. Đi vậy mày nói nhiều quá, mày nói gì nữa. Nhưng mà chị phải đợi em. Tự nhiên là ở đâu vào gắn nhất người ta à? Rồi còn nói về nữa. Nói về xong rồi thì mai mốt mặt mũi người ta nhìn nàng đôi xóm đó.